Vâng và hello, chào mừng 500 anh em đang có mặt trên kênh của AS Mobile. Ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ vào mình kiếm con xe BCX để mình chạy lượn khắp bản đồ, và các bạn hãy chờ xem nhé. Con xe này có cái gì đặc biệt và những cái skill của con xe này nó sẽ như thế nào, các bạn hãy chờ xem. Mình đã test thử con xe đó rồi, chạy cũng khá nhanh thôi, tương đối nhanh thôi, nhưng mà nó vẫn chạy không nhanh bằng con xe Lamborghini. Vâng, bây giờ vào trận thôi. Trời ơi, tại sao lại bản đồ nào đây? Bản đồ này đậu xanh đó. Ok, bản đồ này cũng được rồi. Các bạn xem clip nhớ bỏ ra 2 giây để bấm vào nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ mình, và đừng quên, những anh em nào là fan của mình thì bật chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Nhiều các bạn hỏi tại sao em bật chuông rồi mà vẫn không nhận được thông báo, thì các bạn tắt chuông bật lên lại nha. Ok, ready, go. Bây giờ thì mình sẽ xuống kiếm đại con xe, loot một ít đồ rồi kiếm đại con xe coi có con xe nào ngon ngon không đã. Xe máy đâu rồi? Nào xuất hiện đi, xuất đi, xuất ra đi. Khổ thân tôi. Ok, mình có một cái quả dù rất giống là với cái thương hiệu của mình, đó là AS Mobile, ở lộn AS mở bò, ở lộn AS Mobile. Ơi, có thằng, có một thanh niên rồi. Này, làm gì nhá. Ok, ôi súng đâu. Ôi, hai thanh niên, đậu xanh. Ôi thôi, gắt như trái tắc. Một em, còn em này. Ôi, thôi anh ơi, cái gì nó cũng phải từ từ. À, đậu xanh. Không, no. Này thì chết nè, ok. Mình còn 12 giọt đúng luôn các bạn ơi. Khốn nạn thiệt, xém chút nữa là sắp mặt với cái thằng thanh niên đó rồi. Hên quá. Ôi thôi, cái gì đây anh? Ôi thôi, cái gì anh ơi? Cái gì nó cũng phải từ từ chứ anh ơi. Bắn cái gì vậy? Vâng. Ba màn nghiêng về đội của AS Mobile rồi, ở lộn AS Mobile rồi các bạn ơi. Cực kỳ là nguy hiểm. Chưa gì mà làm giống như là thiên thần bay xuống vậy đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi kiếm con xe thôi. Liệu ở đâu có xe nào? Cái con xe này nó nằm, nói chung là mình vẫn chưa biết được cái vị trí của con mô tô này, mô tô PCX này. Thì để mình chạy một vòng coi có xe không ta. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lấy cái con xe xanh này đi tìm cái con xe mô tô. Con xe màu đỏ kia thì mình gọi nó là Model Fast, còn con xe này thì mình gọi nó là đậu xanh, nó kẹt rồi. Còn con xe mô tô thì mình gọi nó là PCX nha các bạn. Kiếm chiếc PCX mà chạy, rất là giống chiếc PCX. Ok, ready, go. Các bạn nhìn đi, nhìn ngay cái cây km đi. Con xe xanh này nó chạy với vận tốc là 130 km/h với vận tốc bình thường nha các bạn. Không có thả dốc, không leo dốc gì hết thì nó chạy 134-135 km/h. Còn xe mô tô thì nó chạy được có 100 à. Trời, đầu phòng, đầu xanh, đầu đũa, đầu đen, đầu Hà Lan, đầu hũ, đầu ve. Hư cấu. Đúng là hư cấu. Nên thì bây giờ mình sẽ đảo vài vòng ở khu vực này. Liệu khu vực này có con xe không? Tại vì hồi đợt mình thấy những con xe hay xuất hiện ở ngay khu vực này. PCX của mình đâu rồi? Xuất hiện ra đây đi. Trời, đậu phộng sao không thấy vậy nè. Khốn nạn thiệt. Anh em ơi, bấm vào nút like để được đẹp trai nào. Các bạn gái và nữ nào bấm vào nút chia sẻ để được đẹp gái luôn. Ok, khu vực này không có con xe nào cả, buồn ghê thiệt. Cái lúc cần thì không có, còn cái lúc có thì không cần. Mà con xe này hơi bị ngáo nha các bạn. Nó tông tối đa của nó tông không chết nha các bạn. Đậu xanh nó chạy khoảng 100 km/h, nó tông người không chết. Khốn nạn thiệt. Ôi, đầu kia có tai nạn giao thông, đậu xanh đó. Làm gì? Anh kia ít máu rồi, hết máu rồi, nó hết máu rồi. Này thì tai nạn giao thông nè, ok.
Vâng. Và một thanh niên ngáo ngơ nhất của năm. À, con xe xanh. À, làm gì tông cao hả? Tông cao đùa. Đùa, bạn đùa. Bạn đừng đùa. Đừng đùa. Ra đây đi, đừng sợ. AS Mobile không bắn đâu. Thôi bây giờ mình sẽ lút đồ trước khi thanh niên này chạy vòng vòng. Ok. Tiếp tục, mình sẽ rượt theo cái thanh niên này. Đâu rồi? Này thì chạy xe nè, ngáo 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 ngơ nè. Vâng, anh ta chạy xe như là một vị thần. Liệu anh ta có nằm xuống như là một thằng đần không? Chúng ta sẽ rượt theo nó. À, ơi. Đậu xanh cái gì mà giáp căng gì nè. Xong rồi. Ok, nó bắn mình cực thấm luôn. Thằng đó giáp 3, mình không giáp. Vâng, một pha giáp 3 cân, một pha không giáp cân giáp 3. Cực kỳ nguy hiểm đến từ AS Mobile. Thôi bây giờ, ủa? Thôi không, bây giờ mình quên chủ đề rồi. Mình phải đi kiếm cái con xe mô tô PCX của mình. Chứ không phải là chạy vòng vòng như thế này đâu. Đó lộn, chứ không phải là đi bắn đâu. Mình hình như mình hơi bị lạc chủ đề rồi nha các bạn. Thì để các bạn trải nghiệm được con xe đó thì mình sẽ đi kiếm thôi. Coi có ai ở đây không. Có con xe máy ở đây không? Cho tôi một con xe máy đi. Đâu rồi? Xe máy đâu rồi? Khốn nạn thiệt. Đâu rồi? Trời đất ơi, khổ quá. Người ơi, cho tôi con xe máy đi, người ơi. Tình yêu ơi. Xe máy đâu? Mô tô chứ lộn. Xe máy gì mà xe máy. Các bạn thấy khổ không? Mỗi lần mà đi tìm con mô tô nó rất là khổ. Nhiều thằng nó nhảy xuống, nó có mô tô nó chạy liền à. Còn đây mình phải chạy gần hết cái map bản đồ này. Mình vẫn chưa tìm thấy cái con PCX của mình đâu cả. Khổ quá, cuộc đời nó khổ làm sao các bạn ơi. Có không. Đây, Central đây. Mình đang chạy ở ngay khu Central mà mình vẫn chưa thấy con xe máy của mình đâu hết. Làm ơn, please. Rồi, có rồi các bạn ơi, có rồi. Cuộc đời nó cảm thấy nó tươi hẳn ra rồi. À, số hưởng rồi. Của mình là số hưởng rồi các bạn ơi. Bây giờ chuyên mục leo cầu bắt đầu. Ôi thôi rồi. Rồi xong, kẹt rồi, đậu xanh đó. Khốn nạn. Trời ơi, kẹt rồi. Rồi xong. Ôi hèn quá. Bây giờ mình sẽ leo lên cái cây cầu này cho các bạn xem liệu rằng có leo được hay không. Đó, cực kỳ nguy hiểm. Rồi mình qua bên kia, mình leo ngược lại cho các bạn xem nha. Thôi, hay là cái cây cầu này nằm ngoài bo rồi. Qua cây cầu bên kia đi. Đây. Và bây giờ thì chuyên mục chạy trên cầu bắt đầu. Lên nào. 1, 2, 3. Lên. Đậu xanh nó khó dữ người ta. Các bạn hãy chờ xem, mình sẽ làm được. Mình tin đi, tin tôi đi, kinh nghiệm đấu trường. Lên. Đậu xanh á, lên. Yếu vải trưởng ra, yếu đuối quá. Mô tô gì hai bô mà như cái quần que. Chẳng được gì. Mình nhất định phải lên được chỗ này các bạn ạ. Để nhiều anh em, thách thức anh em nào leo lên được chỗ này. Lên, đậu xanh á. Khó chịu quá. Ok, mình sẽ qua bên kia leo ngược lại. Mình mà leo lên tới lên trên là các bạn nhớ bấm vào nút like để được đẹp trai liền nha. Các bạn hãy chờ xem AS Mobile thể hiện nào.
một pha ngu người. Chuẩn bị lên đậu phộng rồi, ngu người rồi, đúng thiệt ngu người rồi các bạn ơi. Hơi bị ức chế. À, năm thanh niên đang coi mình chắc cũng ức chế lắm đây. Rồi lên trời đậu phộng, xem chút nữa là lên được rồi. Còn một chút xíu nữa thôi, một chút xíu nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Đậu phộng đó, khốn nạn. Làm ơn lên đậu xanh nữa. Thiệt luôn các bạn, xem ức chế không các bạn. Mình chơi mình cảm thấy ức chế luôn á. Lên rồi, xong rồi, xong. Rồi xong, tăng. Á, đậu phộng. Cay. Cay. Cực kỳ cay. Chết chơi người dơi rồi, rồi đậu xanh nữa hả? Cái này là chết chơi người dơi rồi các bạn ơi. Tiếp tục nào. Cái chỗ này lên được nha các bạn. Các bạn hãy lên và tận hưởng. Yeah. Lên luôn. Ôi thôi rồi. À! Bà nội nó. Còn có bình máu à. Ok. Ok, I'm fine. Ok, I'm fine. Làm gì nữa? Rồi. Rồi ngu người rồi, kẹt nữa. Bây giờ mà đi ra ngoài cái nữa té nữa. Rồi coi kìa, on. Các bạn thấy kinh chưa, cực kỳ nguy hiểm. À, đậu xanh nữa. Khốn nạn thiệt. Còn 95 máu đó, làm gì mà làm luôn đi. Thằng này. Ôi, đậu xanh. Ôi thôi, bỏ mạng rồi. Bà nội nó chứ. Coi kìa. Chiếc xe nằm trên đó luôn à. Đó, chạy luôn đi nha. Gọi là xài không được là đạp đổ luôn. Vâng. Không thèm chơi nữa. Đi thôi. Ok thì clip sau mình sẽ làm nó ổn hơn. Clip sau mình sẽ nghĩ là chắc sẽ ok hơn. Thay vì cái clip này lên trên chẳng được gì cả. Một pha bắt cua ngu người. Ở đây có tiếng bắn nè. Đậu xanh đó. Chạy. Đậu xanh. Sao nó cứng thế? Đậu phộng nó. Rồi. Ôi, thôi anh ơi. Hèn quá, nó bắn trúng chảo mình. Đâu rồi? Thanh niên kia ơi. À, thấy rồi. Trời ơi, nó chạy kìa. Qua đây. Ôi, giáp ba, trời ơi, còn có chút máu à. Ôi, thôi, anh ơi, thôi, tha em, đầu xanh á. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay. Nó còn có 8 máu kìa. Oh, yeah. Tất cả các bạn luôn nha. Bye bye.